Em Tuấn xin kính chào quý cô bác anh chị nha. Thì hiện tại em Tuấn đang có mặt tại vòng xoay Bến Cam. Dạ. Thì thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi khảo sát một tuyến đường kéo dài giữa đường 39 về khu công nghiệp. Một đoạn sẽ về lên hướng đường cao tốc Long Thành Dầu Dây về Sài Gòn và một hướng sẽ về khu công nghiệp Nhân Trạch. Dạ. Thì vị trí em Tuấn đứng đây là vòng xoay Bến Cam và di chuyển đi về hướng trung tâm quận 1 chỉ khoảng 15 đến 20 phút thôi, rất là gần và thuận tiện. Dạ. Thì theo em Tuấn được biết thì cái tuyến đường 39 này mới được thông xe có 2 năm thôi, khoảng hơn 2 năm một xíu. Nhưng mà cái tỷ lệ lấp đầy và kinh doanh buôn bán quá là khủng khiếp. Dạ. Thì sau 4 năm triển khai đầu tư xây dựng thì dự án tuyến đường 39 nối dài và nút giao giữa thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã chính thức đi vào sử dụng được hơn 2 năm. Dạ. Thì cái tuyến đường này rút ngắn hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời là sẽ chia sẻ lưu lượng cho cái quốc lộ 51 đã bị quá tải rồi. Dạ. Anh chị có thể thấy là hai bên đường là các cửa hàng kinh doanh buôn bán về spa, về lĩnh vực ăn uống, về các tất cả các lĩnh vực như ngân hàng đều tập trung về đây. Dạ. Thì cũng mong là thời gian tới đây sẽ có nhiều con đường như đường 39 để không những Nhân Trạch phát triển mà còn sánh vai với lại rất là nhiều huyện, với lại nhiều tỉnh khác, không còn cái mác là thành phố ma nữa. Dạ. Thì mời quý các bác anh chị cùng theo dõi em Tuấn để xem tham khảo hai bên tuyến đường về những cái công ty, về những cái cửa hàng kinh doanh buôn bán của tuyến đường 39 hay còn gọi là quận Cam đấy ạ. Dạ.